Please congratulate Jessica Wynn, 5 Diamond Award winner, San Diego, California. Top 50 Chairman's Club agent nationwide, 5 Diamond Award winner tonight. Tin tưởng vào bản thân là rất quan trọng để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Khi chúng ta tự tin vào khả năng và tầm nhìn của mình, chúng ta có xu hướng đưa ra mục tiêu và dấn thân vào chúng với niềm đam mê và quyết tâm. Việc mạnh dạn có nghĩa là bước ra khỏi vùng an toàn và hành động để đạt được những khát vọng của mình, ngay cả khi đó là đối mặt với những thử thách và trở ngại trên đường đi. Điều quan trọng là nhớ lấy những giây phút nghỉ ngơi và thở sâu để giữ trong tâm và tập trung suốt hành trình. Sự chú ý tới ý thức hiện tại giúp chúng ta giữ được tâm trí và tỉnh táo, và nhận thức được suy nghĩ và cảm xúc của mình giúp chúng ta quản lý stress và tập trung vào mục tiêu. Và nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của mình là tôn trọng sự phát triển và tự cải tiến liên tục, luôn tìm cách học hỏi và tiến bộ. 5 Diamond Award winner right here, Jessica Wynn. Thank you. Roper. Who let the home warranty wrap in here? Jessica Wynn. Congrats, Home Smart. What an amazing party.